Tiếp tục chương trình giám sát, thực hiện nghị quyết số 88-2014 và nghị quyết số 51-2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sáng ngày 11 tháng 1, đoàn giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với huyện Sông Mã, tham dự cuộc làm việc. Có đại biểu Đinh Công Sĩ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Hoàng Thị Đôi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo. Toàn huyện Sông Mã hiện có 58 đơn vị trường học trên 50.000 học sinh. Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp tạo điều kiện hơn cho học sinh. Việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn huyện được thực hiện trong năm học đáp ứng đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh. Tuy nhiên, tiến độ cung ứng sách giáo khoa năm học 2021-2022 còn chậm. Thời gian đầu học sinh còn thiếu sách giáo khoa để học tập. Toàn huyện có 2.418 cán bộ giáo viên, nhân viên giáo dục đang thiếu so với biên chế tỉnh giao là 109 người và thiếu khoảng 700 người so với thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh, tin học lớp 3. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang tạm khắc phục bằng cách bố trí giáo viên từ cấp trung học cơ sở xuống dạy lớp 3. Mặt khác, việc tuyển dụng giáo viên hai môn học này cũng rất khó khăn, không có người dự tuyển. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học còn thiếu, không gian lớp học trong một số trường chưa đảm bảo cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Huyện Sông Mã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đủ biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo định mức tại thông tư liên tịch số 06-2015 của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ và thông tư số 16-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn trực tiếp, kịp thời cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, hàng năm cung ứng đầy đủ kịp thời thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn giám sát đề nghị huyện Sông Mã tiếp tục giả soát, nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục những hạn chế do thiếu biên chế giáo viên, nhân viên và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo chương trình giáo dục mới, quan tâm công tác trường chuẩn quốc gia, công tác tuyên truyền, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cần đi vào chiều sâu để học sinh lựa chọn tổ hợp cho phù hợp đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.